Giờ là phải cho Sái Ca đi cặp với lại cộng nữ rồi. Dạ, một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Trịnh Thăng Bình cũng như là dàn diễn viên và là những Luk Vân, được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn luôn không ạ? Dạ, các bạn fan ở dưới của Midu rồi của Trịnh Thăng Bình đó ạ. Dạ rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hồi nãy là thực sự ra lúc đầu cái kịch bản của chương trình, cái phần giao lưu này nó sẽ là một cái kịch bản khác. Nhưng mà bây giờ khi mà Trịnh Thăng Bình đã xuất hiện trên sân khấu thì sẽ có một cái điều khác nữa. Bây giờ cho phép Quang Huy được hỏi một chút xíu về suy nghĩ của Midu đi. Ngày hôm nay khi Midu xuất hiện trong buổi công chiếu bộ phim này thì Midu có những cái cảm xúc gì muốn chia sẻ cùng với tất cả các vị khán giả? Dạ, Midu xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và các anh chị báo chí ạ. Nãy giờ thì như mọi người nhìn thấy đó, Midu đang đứng ở trên sân khấu và cảm giác đầu tiên đó chính là cảm giác bị lạc loài ạ. Tại vì ekip đoàn phim có nói với Midu là ngày hôm nay tất cả các diễn viên trong phim sẽ mặc bộ đồ cổ trang, cho nên là Midu rất là hí hửng mặc bộ đồ cổ trang đi tới đi lui từ nãy đến giờ. Và cho đến khi anh Bình chưa xuất hiện thì Midu vẫn nghĩ là anh Bình đang mặc sẵn một bộ đồ cổ trang và đứng ở đâu đó nhìn mình giống như cái nhân vật ở trong phim vậy đó. Nhưng mà đến khi anh Bình xuất hiện thì Midu có một sự tổn thương không hề nhẹ. Thật ra mọi người ơi là do là kịch bản trong chương trình là anh Bình với Midu để mặc đồ cổ trang, nhưng mà hôm nay như mọi người biết đó, là trời cũng rất là to và cũng rất là cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ. Anh Bình có lời gì muốn nói không nè? Lâu lắm thấy anh không được cho mình nữa. Anh chỉ muốn nói là rất là xin lỗi vì sự đến trễ một tí xíu, nhưng mà thật ra tại vì nó cũng hơi kẹt xe á, rồi bị trời mưa rồi thật ra là Thăng Bình mới vừa về đến Việt Nam là trưa này thôi. Điều ấn tượng nhất cho bộ phim này là đây là một bộ phim mà Thăng Bình chỉ mặc có một bộ đồ duy nhất trong bộ phim thôi. Thực ra đó là một cái điều mà khá là ấn tượng, tại vì trước giờ đi quay phim thì những cái vấn đề về quần áo mà về rắc co quần áo là những cái mà cực kỳ phải để ý luôn. Tại vì nếu mà nó sai tí xíu thì nó sẽ hơi bị không hay. Nhưng mà riêng phim này rất tự tin về khoản đó, tại vì riêng một bộ phim gần như là 80% bộ phim thì Thăng Bình mặc chỉ một bộ quần áo duy nhất, cho nên nó cũng khá là thoải mái. Thực ra nó là rõ ràng nó hai cuộc sống khác nhau và hai con người khác nhau, và thực ra một cái điều mà Thăng Bình cảm thấy Thăng Bình hài lòng nhất ở vai diễn này đó là Thăng Bình thoát được khỏi vai Sơn Huy của Ngoại Tuổi 30, cũng như thoát khỏi chính một cái cá tính của Trịnh Thăng Bình ở bên ngoài. Bình nghĩ là đây là một rõ ràng nó là một Trần Nhật chứ không phải là một Trịnh Thăng Bình, cũng không phải là một Sơn Huy, không phải một bóng dáng của một người đó mà chúng ta từng quen biết. Thật ra Thăng Bình cũng khá là thích thể loại này, cho nên là khi mà nhận được kịch bản này mình cũng có nghiên cứu, cũng có làm việc với lại ekip đạo diễn về vấn đề thoại làm sao cho nó phù hợp với lại cái vai diễn này. Thì Bình cũng là một cái người hồi xưa cũng hay coi những phim cổ trang nè, cũng có biết được là những cái thoại rồi những cái cách đi đứng của người thời cổ như thế nào, thì nên mình cũng khá là thú vị với vai diễn này, và hy vọng là những cảnh cổ trang của Thăng Bình nó cũng đem đến những ấn tượng đặc biệt cho tất cả quý vị. Midu là một cô gái rất là hiền và rất là thông minh, và thực ra Thăng Bình diễn với Midu thì cũng rất là thoải mái, tại vì Midu cũng là một người mà có một cái diễn xuất rất là tự nhiên, diễn như là công diễn cho nên là khi mình làm việc với các bạn thì mình cũng cảm thấy rất là thoải mái. Và ở ngoài đời thì Midu cũng là một người rất là dễ tính và rất là dễ chịu nữa, cho nên là khi mà làm việc cùng thì nó cũng trong công việc, nó không có bị ảnh hưởng gì đến công việc nhiều. Thật ra đây là một cái điều mà Thăng Bình cũng rất là thích, và Thăng Bình rất là hứng thú với lại những cái trang phục cổ trang của thời nhà Trần, và được biết được là thời nhà Trần đó là trang phục mà nó được gọi là theo sát chữ sách đó, thì mình cũng cảm thấy wow, thì ra tính ra hồi xưa Việt Nam mình mặc đồ cũng rất là đẹp chứ đâu phải là giống như chúng ta thường nghĩ là Việt Nam mình sẽ mặc đồ kiểu hơi màu đất một tí xíu, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra là với giới thượng lưu của Việt Nam mình hồi xưa thì cũng là gấm vóc vải lụa nọ cũng rất là hoành tráng. Thật ra cái khó khăn nhất trong bộ phim này là cái lịch làm việc của bộ phim nó cũng khá là căng, tại vì mỗi một ngày quay phim là chúng tôi phải làm việc liên tục 24 giờ không nghỉ, và sau đó sẽ được nghỉ ngơi 24 tiếng để nghỉ ngơi lại, và ngày hôm sau là tiếp tục làm việc 24 tiếng liên tục không nghỉ nữa. Thì đây là một cái lịch làm việc mà nó cũng khá là đặc biệt, và lần đầu tiên Thăng Bình làm việc trong cái lịch trình này cho nên là đôi khi mình cũng bị kiệt sức, gần như là kiệt sức rất nhiều nhưng mà nó cũng giúp cho mình có được một cái sự gọi là sức chịu đựng mình nó tăng cao hơn khi mình làm việc trong công việc này, và những cái kỷ niệm vui với anh em đoàn phim cũng có nhiều. Cho nên là sau phim này thì Thăng Bình cũng quen được nhiều người bạn mới, như anh Tú nè là cũng một cái người bạn mà Thăng Bình sau bộ phim này Thăng Bình và anh Tú cũng thân thiết với nhau nhiều hơn, và Luk Vân nữa đó, cho nên là đây là một bộ phim mà Thăng Bình nghĩ là cũng có rất là nhiều kỷ niệm đáng nói. Về kế hoạch điện ảnh thì chắc chắn là Thăng Bình cũng sẽ còn có những kế hoạch điện ảnh sắp tới, để ra cũng có một bộ phim đã quay rồi và chắc là sẽ ra mắt trong năm 2020. Và song song đó thì mình cũng còn một dự án ấp ủ, một cái dự án điện ảnh rất là tâm đắc và chắc là cũng sẽ bấm máy trong năm 2020 năm sau. Thăng Bình hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ đến ủng hộ bộ phim, và nếu mà quý vị khán giả nào xem phim có thấy thích thì có thể giới thiệu cho những người bạn thân yêu của mình để đến ủng hộ bộ phim, để cho nhà sản xuất có một doanh thu mà tối đa và tốt nhất, và cũng như là Thăng Bình sẽ nhận được những điều mà yêu thương của tất cả quý vị khán giả trong tư cách là một diễn viên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mà Midu hợp tác với lại anh Trịnh Thăng Bình ở trên phim ảnh, nhưng mà thật ra là hai đứa đã chơi với nhau, bạn với nhau từ rất là lâu rồi, từ 9-10 năm trước, cho nên là cũng khá là hiểu nhau để có thể vào vai tốt và ngọt hơn. Và cái đôi tình nhân Midu và Trịnh Thăng Bình ở trên phim, những cảnh tình cảm nó lạ lùng lắm, mọi người phải xem phim mọi người mới thấy. Kỷ niệm duy nhất ở trong phim đó là anh Bình rất là hay hỏi cái gương của anh đâu, tại vì trước khi mỗi cảnh quay là anh Bình sẽ phải soi tóc trước khi quay á. Đó là thường là diễn viên nữ sẽ chuẩn bị lâu hơn diễn viên nam, nhưng mà bộ phim này là diễn viên nam chuẩn bị lâu hơn diễn viên nữ. Diễn viên nữ nhiều khi xong rồi ra set rồi ngồi chờ, nhưng mà anh Bình vẫn còn đang mãi chỉnh tóc. Và cái câu nói mà anh Bình nói với Midu nhiều nhất trong phim lúc quay, trong quá trình quay, đó là dù em coi giùm coi là tóc anh ổn chưa. Bộ trang phục này thì mọi người nhìn thấy đó, đây là một bộ trang phục cổ trang chắc chắn rồi, và nó chính xác là ở Triều Trần. Và để làm ra bộ trang phục này thì đã có một cái ekip của Việt Kiều, cũng ở Việt Nam mình nhưng mà ở Úc là mọi người phục dựng lại cái bộ trang phục này. Và đây mọi người đang chiêm ngưỡng cái bộ trang phục này của Midu, là một bộ trang phục được triển lãm ở Úc luôn nha mọi người. Cho nên là mọi người sẽ thấy là phục trang, cổ trang ở trong phim sẽ đặc biệt và khác với lại những cái bộ phim Việt Nam khác. Nó khó khăn lắm, tại vì hiện đại thì thật ra là bình thường, tại vì Midu diễn những cái vai hiện đại thì đã quen rồi, nhưng mà cổ trang lúc nào nó cũng sẽ bị khó khăn hơn hiện đại là đầu tóc, trang phục. Thì thứ nhất đầu tiên nó phải đúng, thứ hai là mình phải hoạt động trên cái bộ đồ này. Thì Midu không biết, chắc hồi xưa người ta mặc được nhiều lớp mà lúc đó khí hậu không có nóng lắm. Khí hậu với khí hậu mình bây giờ thì nó là một cái nỗi khổ cực kỳ luôn mọi người, tại vì đây bộ đồ Midu đang mặc trên người là 6 lớp. Và đây là 6 lớp mỏng, còn Du có một cái bộ trang phục nó rất là nặng, nó bằng cái vải gì đó rất là dày và có đính rất là nhiều hạt kim cương, không phải kim cương, hạt ngọc trai lên á, thì cái bộ đó rất là nặng, bộ đó là nặng đến mức mà quay cái cảnh chạy là chạy không nổi luôn, cộng thêm với lại mấy cái vòng đeo cổ nữa, rất là cái khó khăn trong việc di chuyển. Mọi người biết rồi đó, thời tiết Việt Nam mình thì rất là nóng, rất là oi bức, và cảnh quay thì thường cảnh cổ trang cho nên là kiếm cảnh cũng rất là khó. Thì có một cái cảnh quay, mình quay cảnh rượt đuổi là nó ở Bình Phước, và trong một cái cánh đồng hoang mà nắng cháy da. Để mà miêu tả cái sự kết hợp thì rất là khó, và Du hy vọng là khán giả hãy đến rạp để xem phim, tại vì khi mà nhìn thấy Midu với anh Bình chụp hình chung với nhau thì mọi người cũng khen là đẹp đôi. Thì nhưng mà tại vì bản thân Du cũng không biết là cái cảm xúc của mọi người khi mà xem ở ngoài rạp như thế nào, cho nên là Du hy vọng là mọi người hãy đến rạp xem, và có gì mọi người hãy góp ý cho Du cũng như đoàn phim về nhân vật nam chính và nữ chính của phim. Dạ, hồi nãy giờ là nghe anh Bình cũng chia sẻ tại sao Bình tới trễ chút xíu rồi, với lại hôm nay không mặc đồ cổ trang. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là mình phải có cái hình phạt gì đó cho Trịnh Thăng Bình đúng không, chứ không thể nào mình để dễ dàng cho qua vậy được. Dạ. Huy có nghe nói một cái điều như thế này từ đại diện Luk Vân với lại nhà sản xuất, thì có chia sẻ rằng là trong bộ phim có một cái cảnh là rất là tình tứ đính ước của Trịnh Thăng Bình với lại Midu. Rồi đạo diễn Luk Vân rất là muốn ngày hôm nay Trịnh Thăng Bình sẽ thể hiện lại cái đoạn đó, cái đoạn cầu hôn, cái đoạn tỏ tình đó đối với Midu trong cái buổi công chiếu phim ngày hôm nay. Mình thấy hợp lý không? Lúc tự thì thấy hợp lý, nhưng mà trong phim của Lúc á, là anh Bình là một cái người cổ, là có tuổi khoảng tầm 1000 tuổi, gần 1000 tuổi, nhưng mà bây giờ khi mà ra mắt phim thì bị như bị ngược lại, là Midu như là một cô công chúa mà lạc từ xứ sở nào qua vậy đó, nên thành ra là Lúc nghĩ là đây là một điều thú vị. Nó hơi sai với kịch bản nhưng mà nó thú vị đúng không? Dạ, nhưng nói chung là mình tùy cương biến, em thấy bây giờ là nó hợp lý đó. Bây giờ cho nên là Huy nghĩ rằng là Trịnh Thăng Bình nên chuộc lỗi của mình sẽ thể hiện một cái đoạn đính nước này đối với lại Midu ngay trên sân khấu, rồi sau đó mình còn đến với phần giao lưu với các anh chị diễn viên còn lại nữa. Rồi bây giờ mọi người đồng ý thì vỗ tay một cái để cho Trịnh Thăng Bình thực hiện cái điều này đúng không ạ? Sao cái đính nước? Dạ rồi, mình lùi lại chút xíu, nhường sân khấu lại cho mình với lại Midu. Dạ. Bây giờ sao ta? Vô tâm lý nhớ thoại không kìa. Thoại sao là nhắc anh thoại nha. Rồi, thì em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Sao chứ trên có máy quay thì nó ok, mà đứng ở đây nó hơi kỳ kỳ. Rồi, bây giờ mọi người ở dưới là camera đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó. Bây giờ chỉ chờ Trịnh Thăng Bình với Midu diễn xuất rồi đó. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu! Tại sao nàng lại vừa bước vậy? Nàng sợ gì? Em sợ. Sợ gì? Này biết tại sao hôm nay ta tới trễ không? Ta không biết. Vì ta sợ. Chàng sợ gì? Ta sợ là từ nay về sau ta không thể nhìn thấy nàng nữa. Vậy sao chàng đến trễ? Tại ta phải chuẩn bị một món đồ. Ta không thể tưởng tượng được nếu như mà một ngày nào đó ta không còn nhìn thấy nàng nữa, ta không được ở bên cạnh nàng nữa, ta sẽ ra sao? Nàng có đồng ý làm tương tự của ta? Chúng ta sẽ nên nghĩa vợ chồng, chúng ta nghĩa phu thê. Thôi bỏ qua chỗ này đi ạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, vỗ tay cho Trịnh Thăng Bình với Midu được không ạ? Dạ, xin được cảm ơn Trịnh Thăng Bình, Midu rất là nhiều ạ. Bây giờ em mời mọi người di chuyển lại khu vực trung tâm sân khấu nha. Mời anh Tú, mời Buka, mời mọi người. Dạ. Bây giờ thì chắc là bởi vì chúng ta cũng bắt đầu hơi trễ cho nên là mình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cho phép là bây giờ thì Quang Huy sẽ mời bà Quỳnh Chi cũng như là ông Khánh Hoài sẽ tiến lên sân khấu luôn để chúng ta có một phần chụp hình lưu niệm đối với dàn diễn viên của chúng ta.